Tại buổi làm việc với Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thành phố phấn đấu không để tình hình dịch bệnh diễn biến như ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam, nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu hơn để không bị động, bất ngờ và lúng túng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại điểm tiêm vaccine 4 dây chuyền tại trụ sở tập đoàn FPT, trụ sở Bộ Tư pháp, một số phường và khu vực cách ly trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, thành phố Hà Nội cần tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, đồng thời chống dịch thần tốc nhưng phải chắc chắn để không phải thay đổi phương pháp, giữ sức cho lực lượng tuyến đầu và tạo điều kiện cho người dân sớm hoạt động bình thường trở lại. Đặc biệt lưu ý về việc phát động mô hình vùng xanh an toàn phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc bảo vệ thủ đô Hà Nội là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng. Chính vì thế, thành phố cần phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát triệt để hơn, luôn có phương án dự phòng, chủ động trong mọi tình huống. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội rà soát lại năng lực xét nghiệm để nâng công suất, chủ động triển khai phần mềm liên thông kết quả xét nghiệm giữa các đơn vị, huy động toàn bộ lực lượng bệnh viện tư tham gia, đặc biệt cần hướng dẫn cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh để lực lượng y tế có thời gian tập trung nhân lực cho nhiệm vụ chuyên môn.